đi. Đây, đang không có ai. Vợ chồng mình làm tí đi. Này, anh làm cái gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt như thế này. Anh kéo quần lên đi, không ai người ta nhìn thấy đấy. Em chẳng biết gì cả. Ở nhà chán rồi, mới phải đổi gió một chút chứ. Vừa hoang dã, vừa lo sợ bị phát hiện thì nó mới kích thích chứ. Để anh cởi đồ cho em. Nào, em không chịu đâu. Cái gì em cũng có thể chiều anh, nhưng mà chuyện này thì không được. Em thấy nó cứ biến thái thế nào ấy. Em đang nói gì đấy hả? Em có chiều anh không thì bảo đây. Em không, mặc kệ anh đấy. Okay. Em đi về trước đây. Đây, okay. Đúng là vợ con, hẳn chỉ để trưng bày thôi, chả được nước non gì cả. Là do ông trời ban tặng cho mình hay sao? Mồi ngon dâng đến miệng như này, không ăn thì phí. Cô em đúng là số hưởng, vừa được sướng mà lại vừa có tiền. Đây, coi như đây là một nháy của anh với em, cũng xứng đáng mà. Khốn đấy. Cô tỉnh táo lại chưa? Cô tỉnh dậy đi. Anh Hoàng, chuyện gì cũng xảy ra thế này. Quần áo của em. Cô lại còn giả vờ như không biết chuyện gì nữa à? Cái loại đàn bà lăng loàn, thứ đàn ông nào cũng động được vào người cô à? Cô quá quen với cái chuyện này rồi đúng không? Lần nào say xỉn cô cũng trong bộ dạng như thế này à? Cái loại đàn bà như cô ấy không xứng đáng là vợ của tôi. Không có kết hôn gì ở đây nữa, từ giờ cô đừng bao giờ đến gặp tôi. Không thì đừng có mà trách. Anh Hoàng, anh không thể nào bỏ rơi em trong tình trạng như thế này được. Chuyện cưới của chúng mình đã được định đoạt rồi, mai là đến ngày cưới của chúng mình rồi mà. Em xin anh đừng bỏ đi mà. Là cái loại gái đĩ già mồm. Cô không biết nhục cái sao mà còn nói như thế. Cô đi mà bảo cái thằng vừa với đánh vần với cô đến mà lấy cô. Đúng loại trơ trẽn. Anh Hoàng, anh Hoàng, cô tìm ai? Tôi tìm người này. Cô là cô gái xe rượu hôm trước đấy à? Bảo cô đừng nói với tôi là một lần dùng mình đấy. Mà bụng của cô phình to như này nhá. Nó là con của anh đấy. Anh chịu trách nhiệm đi. Chính ra súng ống của mình khỏe phết. Em gái này lần trước cho mình trải nghiệm cũng không tồi. Giờ có bầu rồi, có khi còn thích hơn.
Em vất vả rồi. Thôi, em đi vào trong nhà đi, rồi mình nói chuyện sau. Anh làm cái gì đấy? Anh bỏ nó ra. Anh bảo đây, chiều anh nốt lần cuối thôi. Giờ anh sẽ giải quyết gọn một thể nhá. Đi vào trong kia. Đằng nào thì cũng phá thai rồi, cho nên làm cũng không sao đâu. Tiền đây, em tự đi phá thai đi, đừng giữ lấy làm gì. Tất cả cũng chỉ là phép thử mà thôi, cho nên em cứ phá đi. Mà này, mà nếu còn nhớ anh thì cứ đến địa chỉ này, anh sẽ chờ em hết nước nhá. Anh nói cái gì cơ? Hai người đang làm cái gì trong nhà tôi thế hả? Tôi thật không ngờ anh lại là cái loại người biến thái vô nhân tính như thế. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Cô tôi đi chưa? Cô tự suy nghĩ về bản thân của mình đi. Là một người vợ, tại sao lại để chồng của mình ra ngoài thỏa mãn với người phụ nữ khác là sao? Hả? Nói đi. Chỉ vì tôi không chấp nhận được cái sở thích sắc dục biến thái của anh mà anh sẵn sàng tìm một người để lấp chỗ trống như thế à? Anh không chịu thừa nhận những sai lầm của anh mà anh đổ toàn bộ lỗi lầm lên trên đầu tôi, một người đang phải chịu đựng những cái chuyện này hay sao? Có trách ấy, thì cô tự trách bản thân của cô quá nhàm chán, không làm thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của người chồng. Này, cô có biết là tôi là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái khác không hả? Đúng là có số mà không biết hưởng. Cô tự trách bản thân mình đi nhá. Tức là anh muốn tôi phải chấp nhận cái việc anh lên giường với cả người phụ nữ khác à? Đầu óc của cô quá hẹp hòi rồi đấy. Đâu chỉ là ở trên giường, mà còn cả ở sofa, ngoài ban công, thậm chí là cả trong bụi nữa. Này, phải thay đổi bối cảnh thì nó mới cảm thấy mới mẻ, mới cảm thấy được tình yêu của đôi lứa chứ. Anh thôi đi! Anh càng nói, tôi càng ghê tởm với con người khốn nạn của anh. Mày nói đủ chưa? Mày đừng có đi qua giới hạn của tao. Sức chịu đựng của tao ấy cũng có giới hạn mà thôi. Mày ngoan ngoãn, mày chiều chuộng tao ấy, thì may ra tao còn cho mày ở trong cái căn nhà này. Còn nếu không ấy, tao cho mày sống dở chết dở đấy. Anh, nếu như mà cô ta không đủ để cho anh thỏa mãn thì còn có em mà. Em hứa với anh, em sẽ cố gắng hết sức để cho anh thỏa mãn. Đấy, cô thấy chưa? Chỉ cần cô lơ là một chút thôi là có cả hàng tá người xếp hàng đợi tôi rồi. Chỉ cần em chiều anh thôi, có bao nhiêu anh cũng cho em hết. Thì cái gì anh cũng có thể đáp ứng được cho em hết. Tiền bạc, quyền lực, anh không thiếu. Chủ yếu là người có thể làm anh thỏa mãn được. Chị gái cứ yên tâm đi, em không có ý định cướp chồng của chị đâu. Em chỉ cần anh ấy ở bên cạnh em, làm cho em thỏa mãn và dành sự quan tâm cho em một chút thôi. Các người đúng là trơ trẽn. Mình vào đây tâm sự vùng kín nhé. Chỉ luôn nhá, anh không chịu được nữa rồi. Tại sao cô? Tại vì loại người khốn nạn như anh xứng đáng bị triệt sản để không đi đông nhân giống làm hại người khác nữa. Khốn nạn này mày. Sao? Anh nghĩ là tôi giống loại người như anh à? Sau tất cả những gì mà anh đã làm với tôi vẫn có thể vui vẻ với anh được à? Tất cả chỉ để đợi cho khoảnh khắc này mà thôi. Mày! Này! Cô quay cái gì nữa? Tắt ngay đi! Chồng cô bị hại mà cô vẫn còn quay được. Cảm ơn anh, hôm đấy đã nhắc nhở tôi là sẽ cho tôi sống dở chết dở, không ngóc được đầu lên. Thế nên bây giờ tôi cũng chỉ đang làm theo những gì mà anh chỉ dạy thôi. Anh yên tâm đi, video mà tôi quay hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực lắm, chắc chắn là mọi người sẽ nhận ra anh thôi. Hai đứa mày dàn cảnh để mà hại tao đúng không? Tao sẽ kiện hai chúng mày, cho hai chúng mày vào tù. Dàn thế nào được cái cảnh mà anh đã hãm hiếp tôi, khiến cho tôi có bầu hả? Này, đấy là mày tự nằm ra mày mời tao chơi.
Chứ tao đâu có rảnh để mà tao hãm hiếp mày. Ngày hôm ấy khi mà tôi đi gặp anh, tôi đã chuẩn bị để cho anh sống dở chết dở rồi. Màn kịch này là để cho anh lộ rõ bản chất của anh mà thôi. Chị Trang, chị Trang, em có chuyện muốn nói. Cô đừng nói cái gì cả, tôi không có gì để nói với cô. Em sẽ giúp chị, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Em là bị anh ta xâm hại. Chỉ vì anh ta mà em mất đi người đàn ông mà em yêu thương nhất, mất đi cuộc hôn nhân mà em hằng mơ ước. Sau bao lâu em đã tìm được anh ta, và em chỉ mong muốn trả thù mà thôi. Anh ta dám làm như thế á? Ngày hôm đó em say rượu quá nên đã bị bất tỉnh nhân sự. Hắn ta đã xâm hại em, cảnh đó vô tình bị người yêu em nhìn được. Nên là anh ta đúng là khốn nạn mà. Ngày hôm nay em tìm đến đây chỉ mong muốn mọi việc rõ ràng thôi. Nhưng mà em lại bị anh ta xâm hại thêm lần nữa. Em đã muốn kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng mà cho đến khi em nhìn thấy chị bị hắn ta chà đạp, coi thường, em đã hạ quyết tâm, em sẽ giúp chị thoát khỏi người đàn ông như thế. Anh ta vừa có tiền, anh ta lại còn có quyền nữa. Nếu như chị chống đối lại anh ta, chị sẽ mất tất cả. Chị sẽ mất luôn cả đứa con mà chị dứt ruột đẻ ra. Chị yên tâm đi, anh ta ấy, càng có tiền, càng có quyền thì anh ta càng nhiều thứ để mất. Như thế thì dễ dàng hơn rồi. Em nhất định sẽ giúp chị lấy lại tất cả. Này, hai chúng mày, hai chúng mày đi làm gì hả? Anh nghĩ anh thì có gì để mà cần làm nữa. Tôi chỉ có đúng một điều kiện thôi, là anh tự nguyện ký vào đơn ly hôn và trao toàn quyền nuôi con cho tôi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ coi như chưa xảy ra. Không những thế, sau ly hôn, tài sản chia đôi. Và anh còn phải đưa thêm cho chị Trang 5 tỷ, coi như là tiền chi phí cấp dưỡng. Này, hai đứa chúng mày đừng có mơ nhá. Nếu như mà không ấy, thì tôi sẽ đưa toàn bộ video clip này cho người thân, bạn bè, đối tác của anh để xem lúc đấy anh sống như thế nào nhá. Mày, bọn tôi ấy thì chẳng còn gì để mà mất nữa rồi. Nhưng mà khi video này được đưa lên ấy, thì anh sẽ sống thảm hại như thế nào nhỉ? Chị, đi thôi. À, khoan đã, từ, đứng lại. Tao đồng ý, tao đồng ý với tất cả điều kiện của chúng mày. Nhưng mà mày phải đưa cho tao điện thoại để tao xóa ra. Này, đúng là tận cùng của sự lươn lẹo đấy. Đến tận giờ phút này đây mà anh còn định lừa dối chúng tôi à? Tất cả mọi việc ấy, đợi xong rồi tính. Còn nếu cảm thấy không được ấy, thì thôi. Này, tao đã thật mà. Này, đứng lại đã, ở kia, đây. Đọc. Mày làm được mà, cố lên. Được rồi, được rồi. Em sinh sớm rồi không? Anh Hoàng, anh Hoàng. Không sao đâu, chắc chỉ là cơn gò bình thường thôi. Tại anh thấy cũng chưa có hiện tượng vỡ nước ối, với cả là chưa mở được phân nào đấy này. Nhưng mà em nghe người ta nói phụ nữ sắp đẻ phải quan hệ nhiều để cho dễ đẻ, có đúng không ạ anh? Đúng rồi. Tiếc ghê. Em thương con của em lắm, nên là chắc là khó đẻ rồi đây. Với cả em cũng làm gì có ai để làm chuyện đấy đâu. Tiếc thật đấy. Nếu như mà tiếc ý, thì anh giúp đỡ em đi. Chứ em sợ đến lúc đẻ đau quá em không chịu được mất. Đi mà anh Hoàng. Nhưng mà anh ơi, đây là mối quan hệ win-win mà. Anh ý thì được sung sướng, còn em thì lại dễ đẻ. Xong việc thì ai đi đường này, không dây dưa, không liên lạc gì cả. Anh vẫn là chồng của cái Trang, còn em ý thì vẫn là bạn thân của nó. Hơn nữa, anh là bác sĩ mà. Thì đã là trách nhiệm của anh ấy, thì để giúp em hết mình. Hoàng,
Mày đang làm cái trò gì thế hả? Tao đánh con trai tao, chứ tao không thèm đánh cái loại phụ nữ như mày cho nó bẩn tay. Tại sao các người dám làm ra những cái chuyện như thế này? Mẹ đã nói rồi mà con không chịu nghe mẹ cơ. Mẹ ơi, đây là Ngọc, là bạn thân của con. Hoàn cảnh của Ngọc bây giờ khó khăn lắm, sắp sinh đến nơi rồi mà không có ai chăm sóc. Bố của đứa bé thì lại không chịu chấp nhận ạ. Con tính sẽ đưa Ngọc về nhà mình ở một thời gian, đến khi nào mà Ngọc sinh con an toàn rồi thì sẽ về quê sinh sống ạ. Anh Hoàng nhà mình lại còn là bác sĩ ở khoa sản nữa, con nghĩ là sẽ rất tiện để giúp Ngọc theo dõi tình hình. Mẹ và anh thấy sao ạ? Anh thì đâu có lạ gì Ngọc đâu, em cứ đến đây ở. Thế cháu không có họ hàng thân thích gì ở trên này à? Bố mẹ cháu ở quê thì sao? Cháu biết là cháu đến đây làm phiền bác và mọi người lắm ạ. Nhưng mà thực sự là cháu không còn nơi nương tựa, không còn ai để dựa vào, nên là cháu mới đến đây làm phiền gia đình mình thế này. Ngọc chỉ có mỗi con là người giúp đỡ thôi ạ. Con đi ra đây mẹ bảo cái này. Em ngồi xuống đây đi. Sao con dại thế hả? Trước kia con chưa có gia đình thì có thể vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ con có gia đình rồi, có những thứ con không nên mang về nhà. Đúng, thứ nhất là phụ nữ đấy con biết không? Người ngoài thì con không dám đâu ạ, nhưng mà Ngọc là bạn thân của con, bọn con cũng chơi thân với nhau lâu năm rồi, trước khi con cưới anh Hoàng cơ ạ. Mà anh Hoàng thì cũng biết Ngọc chứ có lạ gì đâu. Hơn nữa Ngọc có đang bầu bí to như vậy, sắp đẻ đến nơi rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Mày cứ yên tâm nhá. Còn ý, cứ tử tế quá rồi, có lúc rước họa vào thân lúc nào không hay. Nhưng mà nói gì thì nói, con vẫn cứ phải cảnh giác, không thể lơ là được đâu đấy nhá. Rồi mẹ sẽ phải thử lòng cô ta. Dạ vâng, rồi mẹ cũng sẽ biết Ngọc là người tốt thôi ạ. Cái trò này tôi còn lạ gì nữa. Định thử lòng con này chứ gì, còn non và xanh lắm. Thế cháu cứ ở đây tự nhiên cứ như người trong gia đình với cháu nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì cháu cảm ơn bác và hai vợ chồng nhiều nhá. Ơn nghĩa này ấy, cháu sẽ khắc cốt ghi tâm ạ. Chúng ta đã lên kế hoạch để cho hai đứa nó có không gian riêng. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, con phải chuẩn bị tâm lý đấy nhá. Con tin chồng con và con cũng tin bạn thân của con ạ. Sao mẹ về sớm thế ạ? Con tưởng là chiều tối mẹ mới về cơ mà. Mẹ đang tìm cái gì đấy ạ? Có chuyện gì ạ? Hôm nay mẹ thấy trong người hơi mệt nên là về sớm hơn dự kiến. Thế cây Ngọc ở đâu rồi? Dạ, cháu đây ạ. Sao thế bác? Bác tìm cháu có chuyện gì vậy ạ? Không có chuyện gì đâu, chỉ là tiện thể hỏi xem là mày đã uống gì chưa thôi. Sao hôm nay hai mẹ con đi về sớm thế? Bác thấy trong người hơi mệt nên là về sớm hơn dự định. Mà cháu đi đâu về đấy? Cháu tèm xoài quá nên vừa ra ngoài mua ăn đấy ạ. Với cả tiện thể cháu đi dạo quanh công viên ấy, cho nó dễ đẻ. Trang này, lần sau ấy mày có đi đâu ấy thì mày cho tao theo với nhá. Không thì mày cũng phải báo tao một câu chứ. Ở nhà cũng tao với chồng mày ấy, tao cảm thấy không ổn tí nào đâu. Người ngoài người ta lại nói ra nói vào, với cả tao cũng cảm thấy không thoải mái ấy. Nhỡ vì tao mà vợ chồng mày rồi cả nhà mới bất hòa thì sao? Tao biết rồi, để lần sau đi đâu thì tao rủ mày đi cùng nhá. Thôi bây giờ mày vào phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đã thấy chưa? Ngọc nó cũng biết ý mà. Nó thấy con với mẹ đi ra ngoài có việc, nó cũng ngại không ở trong nhà một mình cùng với anh Hoàng đâu. Thế nên mẹ cứ yên tâm nhá. Được thế thì mẹ yên tâm rồi, mà cũng là kết quả mẹ đang mong chờ đấy con ạ. Chỉ cần có niềm tin từ mẹ con nó thì mình dễ dàng xử lý hơn rồi.
Anh Hoàng ơi, em bị đau tức ngực, khó thở quá. Anh kiểm tra giúp em với. Ở đây này, anh xem kỹ giúp em với. Nhưng mà có phải có vấn đề gì không ạ? Anh xem kỹ giúp em nhé. Nhưng mà cô đang làm cái trò gì đấy hả? Bác, cháu bị tức ngực khó thở quá nên là mê nhờ anh làm giúp thôi. Bác đừng hiểu lầm nhá. Cô đi đi. Tôi sống gần này tuổi đầu rồi, không dễ bị dắt mũi như con dâu tôi đâu. Con dâu tôi nó ngoan hiền, nó hiểu chuyện, nhưng chính vì cái tính đấy cho nên là nó dễ bị người đời lừa gạt. Còn tôi đây nhá, tôi đây tôi không để yên đâu. Cháu không phải là loại người như vậy mà. Tại sao bác lại... Mẹ, Ngọc đang bụng mang dạ chửa, cô cũng sắp sinh rồi, cho nên cái việc đau tức ngực là chuyện bình thường, chứ cô có giả vờ đâu ạ. Mẹ đuổi cô ấy ra ngoài như vậy, nhỡ lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao ạ? Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu. Anh dám làm chuyện gì có lỗi với cái Trang thì anh cũng ra đi như cô ta luôn, nghe chưa? Tôi không tiếc cái loại con trai có hiếu với tiểu tam đâu. Mẹ, con không làm cái gì có lỗi với vợ con hết. Nếu như mà cái việc khám chữa cho bệnh nhân ấy là có lỗi với vợ con thì chắc là con bỏ cái nghề bác sĩ sản khoa từ lâu rồi ạ. Bác, đúng là lỗi sai ở cháu thật. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cháu làm mẹ nên mới thiếu kinh nghiệm mới gây cho bác hiểu lầm như thế. Thôi được rồi, để cháu đi vậy. Ôi, Ngọc, mày định đi đâu thế này? Mà có chuyện gì đấy? Sao mày lại khóc? Tao xin lỗi mày. Tao cảm ơn mày vì đã giúp đỡ tao. Nhưng mà bây giờ tao phải đi để bảo vệ hạnh phúc gia đình mày. Ok, từ từ, bình tĩnh đã. Cẩn thận không ảnh hưởng đến em bé. Mẹ, có chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Mẹ có thể giải thích cho con biết được không ạ? Cô đừng có lấy nước mắt ra để lấp liếm những cái hành động lăng loàn của mình. Con biết không, con không có nhà, gà mọc đuôi tôm. Cô ta vào tận phòng của chồng con để tìm cách quyến rũ thằng Hoàng đấy. Mẹ nói như thế là oan cho con với Ngọc rồi đấy à? Ngọc bị khó thở nên là vào phòng nhờ anh xem là có bị căng tức ngực hay không thôi. Có ai khó thở mà chân tay lại lanh lẹ lấy tay của chồng người khác đặt lên ngực mình không? Cô cũng tài lanh quá đấy. Chắc là lúc đấy tao tức ngực quá nên tao không nghĩ được gì nữa mới khiến cho bác hiểu lầm. Lỗi là lỗi ở tao. Thôi được rồi, được rồi. Mày cứ bình tĩnh đã. Tao hiểu rồi. Mẹ, chuyện này con cũng hiểu được ạ. Anh Hoàng là bác sĩ, anh ấy cũng sẽ chữa bệnh cho những người khác như thế. Nếu mà ghen thì chắc là con ghen cả đời mất. Rồi, ui là rồi, sao mà con dại thế hả? Chuyện nó đã lù lù ra trước mắt như thế này rồi mà sao con không nhận ra chứ? Chuyện lần trước như thế nào thì mẹ cũng biết mà. Hơn nữa con tin chồng con cũng tin bạn con sẽ không làm ra chuyện gì để có lỗi với con đâu ạ. Bây giờ Ngọc cũng sắp sinh rồi, làm gì có chỗ nào để đi hả mẹ? Thôi bây giờ cứ để Ngọc sinh con xong rồi con sẽ đưa mẹ con cô ấy về quê. Mẹ không cần phải lo lắng mẹ nhá. Mày đừng khóc nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Để tao đưa mày về phòng nghỉ ngơi nhá. Đi. Lần này thì coi như là lộ mặt chuột rồi nhá. Mình sẽ cho con dâu mình thấy được bộ mặt thật của con hồ ly tinh đó. Tôi đã tin tưởng các người như thế, vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế này à? Vợ ơi, mẹ, hai người bình tĩnh nghe con giải thích đã. Sau chuyện lần đó, con đã nghi ngờ và thử lòng cô ta để có thể nói cho hai người đấy à? Thử lòng á? Chính tôi mới là người chủ động thử lòng anh, chứ anh đâu có thử lòng gì tôi đâu. Anh đã phản bội cái Trang, anh là đồ tôi. Tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông rồi, nên tôi mới bày ra cái kế hoạch này để Trang, bạn thân của tôi, không phải rơi vào hoàn cảnh như tôi nữa. Trang, mày phải tin tao. Thôi đi. Hai đứa chúng mày vẫn chưa nhận tội, vẫn đang tìm cách để lừa nó tiếp à? Mày là cái người không nơi nương tựa nên là đang tìm kiếm một người có cơ nghiệp đàng hoàng để dựa vào. Và cái thằng con trai bất hiếu của tao, nó là cái thứ mà mày đang tìm kiếm. Còn mày nữa, mày không qua được cái cửa ải này á thì mày cũng không xứng đáng là con trai của tao đâu. Hai đứa chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay.
Các người cút đi. Tôi không muốn có một người chồng tệ bạc như anh, cũng không muốn có một người bạn thân trơ chén như mày. Các người cút ngay ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tất cả là tại cô đấy. Đi thì đi. Dù sao ấy, tao nhìn thấy mày đau khổ là tao đã vui lắm rồi. Tại sao mày có được một cuộc sống sung sướng, sung túc hơn tao? Khóc đi, khóc lớn vào, rồi mai lại vực dậy con ạ. Đã có mẹ đây rồi, mẹ sẽ ở bên cạnh con không phải lo gì hết cả. Tại sao họ lại tệ thế hả mẹ? Tại sao họ lại đối xử với con như thế hả? Như trước được những bộ mặt như thế này là vui rồi. Con không việc gì phải tiếc những cái loại người đó. Mình bình tĩnh đã. Thế là mình cho em lông lá như thằng đàn ông à? Cái mà mình vừa chạm vào ấy là tóc của em đấy. Thế à? À không, anh không có ý thế đâu. Nhưng mà rõ ràng anh sờ thấy chân đàn ông mà có lông lá hẳn hoi mà. Kìa mình, mình còn nói nữa à? Đã thế, người ta dỗi. Thôi, thôi mà. Anh xin lỗi, chắc là do anh ngủ mê mà anh tuổi cao rồi cho nên là mắt nó kèm nhèm, nhiều khi khó nhìn lắm. Em thông cảm nhá. Thôi nào, thế mình ngủ đi. Nói thế còn tạm nghe được. Thôi mình cũng ngủ đi. Tiệt này, nhìn nó thấy hãm rồi. Đúng là lão già, già rồi nhá, nên là tai điếc, mắt đi kém. Thế này ấy, thì mình càng dễ qua mắt. Không có anh ấy, chắc là em chết vì thiếu thốn mất. Cái lão già này á, chả được cái tích sự gì đâu. Mà em nhìn thấy hắn ta đã không muốn động một người rồi. Thôi nào. Cục cưng của anh, cố gắng đợi thêm một thời gian nữa thôi. Đợi lão ta xuống lỗ nhá. Tất cả tiền bạc này, tài sản, nhà cửa của lão ta sẽ thuộc về tay của chúng ta. Lúc đấy tao mà sung sướng. Em nghe thôi là đã thấy thích rồi đấy. Mình chiều em đi làm nốt việc còn dang dở. Ăn gì nữa? Ơ, con gái đi à? Mày nhìn thấy tao mà mày không biết mở mồm ra chào à? Ngày xưa ấy thì có thể tao với mày là bạn thân thật, nhưng mà bây giờ chưa chắc đã là bằng vai phải lứa đâu nhá. Không thấy xấu hổ hay sao mà còn mở mồm ra khoe mẹ câu đấy được? Người yêu cũ của mày cũng ở đây à? Cái con người mà hiểu rõ về mày nhất đấy. Con gái của em cũng xinh phết nhở? Hay là để anh làm con rể của em nhá? Ngày hôm nay ấy, mày mà không chào tao thì đừng hòng bước chân vào căn nhà này. Nhà này là nhà có chủ, chứ không phải nhà vô chủ, biết chưa? Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Mày mới là người phải ra khỏi ngôi nhà này đấy. Nên nhớ, tao vẫn là chủ nhân trong ngôi nhà này. Mày không có quyền lên tiếng đâu. Tốt nhất là mày đừng có đụng vào tao. Nếu không tao sẽ không để cho mày yên đâu. Nó dám nói chuyện với mình như vậy à? Em ấy,
Em cứ phải cẩn thận đấy. Con danh con này, nó lại dỉ tai với ông già cái gì. Ông ý lại chia tài sản cho nó ấy, là mình thiệt đấy. Thôi đúng rồi, bình thường nó có thèm đếm xỉa đến lão già này đâu. Thế mà hôm nay á, còn bày đặt đến tận đây nói chuyện. Lại còn nói chuyện riêng nữa đấy. Mày đến đây làm gì? Mẹ con ốm nặng lắm rồi. Bố đến thăm mẹ con một lần đi. Cũng chưa biết là còn được mấy lần nữa đâu. Tao đã cắt đứt quan hệ với bà ấy rồi, thì còn đến làm gì nữa? Nhưng dù sao, bà ấy cũng là mẹ của con, là vợ của bố, là người chung chăn chung gối, là người chăm sóc bố và cùng bố gây dựng đến gia đình này bao nhiêu năm qua. Tình không còn, nhưng mà nghĩa thì vẫn còn đó. Chẳng lẽ bố không cảm thấy có lỗi với mẹ một chút gì hay sao? Thế chẳng lẽ tao lại vì vợ cũ mà có lỗi với vợ mới à? Hóa ra bố sợ làm cô ta buồn, sợ làm cô ta giận dỗi. Vậy bố có nghĩ ngày trước, cái lúc mà bố ngoại tình với bạn thân của con, rồi bố bỏ đi theo cô ta, bố đã làm cho mẹ đau lòng đến mức nào hay không? Mày thì biết cái gì mà nói. Nhờ có bố mà con biết được rằng không nên tin ở đàn ông. Dù có yêu thương, dù có chăm sóc một người đàn ông tốt đến mức nào đi chăng nữa, thì rồi cũng sẽ nhận cái kết đắng thôi. Còn không bao giờ muốn cưới một người đàn ông giống như bố. Cái loại đàn bà con gái như mày thì biết cái gì mà nói à? Kể cả mày nhé, tao mà biết ngày xưa mày mà là con gái thì tao đã bắt mẹ mày bỏ mày đi từ lâu rồi, chứ không phải là để đến ngày hôm nay mày đứng đây mày hỗn láo với tao đâu. Hay là mẹ mày cố tình bảo mày sang đây gây sự với tao để làm cho tao tăng sông lên chứ gì hả? Tôi cũng ước tôi không phải là con gái của một kẻ tệ bạc giống như ông. Tôi chúc ông sống với vợ bé của mình lâu nhất có thể. Cô ta đã làm đủ mọi cách để thay thế vị trí của mẹ tôi, thì chắc chắn cũng sẽ làm đủ mọi cách để có được những thứ cô ta muốn từ ông. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn nói luôn cho ông biết, để sau này ông không bỡ ngỡ. Cái người đàn ông mà đang sửa ống nước ở ngoài kia kìa, là người yêu cũ của cô ta đấy. Mà người ta vẫn hay nói tình cũ không rủ tới. Thôi, mày thôi đi. Mày đừng có đến đây mà phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao nữa. Tao không có loại con gái như mày, cút đi. Bố không cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Bố cố mà giữ chân vợ bé của mình cho chắc vào, kẻo sau này cao thêm mấy mét sừng lúc nào không hay đâu. Cái gì cơ? Mẹ con đang bị ốm, bố mau thu xếp đến thăm mẹ con nhá. Mày diễn còn tệ lắm. Mày định đến đây để tranh giành cướp tài sản với tao à? Đừng có mà mơ. Ông ấy đã đuổi mày ra khỏi căn nhà này rồi ấy, thì mày biết đường mà mày cút đi. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Đừng nghĩ là ai cũng giống như mình. Sống thủ đoạn như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiệp quật thôi. Tao sẽ không để cho mày có được những cái thứ mà mày mong muốn một cách dễ dàng đâu. Tao đảm bảo đấy. Tao lại sợ mày quá cơ đấy. Mày làm được cái gì thì mày làm luôn hộ tao cái. Ngon không? Ba miếng nữa nào. Chúng mày mèo mả gà đồng như thế này mà được à? Tặng dây con này, mày dám tin tức. Bỏ cái tay ra. Gớm. Tôi mới hất nhẹ một cái thôi mà ông đã lăn đùng ngã ngửa ra thế này rồi. Tôi mà mạnh tay lên một tí nữa, khéo là ông đi gặp ông bà ông phải sớm hơn KPI dự kiến đấy nhỉ. Chúng mày làm sao? Tôi đã chán ngấy cái cảnh chung chăn gối với một lão già sắp xuống lỗ, bẩn thỉu, xấu xí, vô dụng như ông rồi. Thôi, cơm no bò cưỡi rồi, bây giờ mình vào việc chính thôi nhờ. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao mày. Cút. Nhà nào là của ông? Căn nhà này đã chính thức thuộc về chúng tôi rồi. Tao nói cho chúng mày biết nhá, chúng mày đừng có mơ lấy được một xu của tao nhá. Nhưng
mà rất là tiếc, chính ông là người đồng ý sang tên đổi chủ tất cả tài sản của ông cho chúng tôi. Nhưng mà chỉ tiếc là ông không có nhớ mà thôi. Uống cả cái cốc thuốc ngủ này thì chắc là đến sáng mai vẫn chưa tỉnh mất. Lão già này cũng khôn lắm. Ông ta sợ em thay lòng đổi dạ nên chưa viết di chúc hay sang tên tài sản cho em sớm. Mấy cái loại như này ấy, thường sống dai lắm. Nhưng mà rất là tiếc là cái đầu em ấy còn thông minh hơn cả lão ta và con Trang cộng lại. Năm đó em đã từng bước tiếp cận rồi làm thân với con Trang, muốn vào nhà này để nhận em làm con nuôi. Chỉ riêng mẹ con Trang một mực phản đối. Và rồi em thấy kết quả rồi đấy. Em đã lội ngược dòng và thay thế vị trí của bà ta. Thế thì bây giờ mình còn sợ cái gì nữa? Hành động thôi. Cuối cùng thì toàn bộ cơ ngơi này cũng thuộc về anh. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ không phải sống chui chống lủi như bóng ma trong căn nhà này nữa. Anh sẽ là chủ của nó. Ngốc ạ, à, kể từ khi mà anh lăn tay lão ta lên đấy ấy, thì cả căn nhà này đã là của hai ta rồi. Cần gì phải đợi đến ngày mai. Ừ nhờ, việc đầu tiên khi anh muốn làm chủ căn nhà này là anh muốn xơi tái tranh em đấy. Nhìn rõ chưa? Chúng mày định cướp nhà của tao. Tao sẽ kiện chúng mày. Ông già, ông có bị hồ đồ không thế? Ông lấy bằng chứng đâu ra để chứng minh? Giấy trắng mực đen, rõ vân tay ông điểm chỉ ở đây. Ông hết cơ hội rồi. Mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Con gái của mẹ đến rồi đấy à? Thấy đang phân chia tài sản nên là đánh hơi hơi bị nhanh đấy. Nhưng mà rất là tiếc, phân chia hết rồi. Con hết phần rồi con ạ. À thôi, nhưng mà đằng nào cũng mất công đến rồi. Con dọn đống rác này đi hộ mẹ cái. Nhanh giúp mẹ luôn nhá. Tao đã nói là tao sẽ không để cho mày lấy được thứ mày muốn một cách dễ dàng đâu. Tao đã có bằng chứng, chúng mày chuốc thuốc cho ông ấy ngủ say, rồi ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Cái tờ giấy này mà bây giờ nó chỉ là giấy vụn thôi. Mà thậm chí có khi chính vì cái tờ giấy này mà chúng mày sẽ phải đi ăn cơm nhà nước miễn phí đấy. Mưa ấy thì mưa luôn đi, sấm chớp làm gì, bằng chứng đâu, nó chỉ là mõm thôi. Nói có sách, mách có chứng nhá. Thôi đúng rồi anh ạ. Thế này thì chúng ta mất hết à? Trắng tay rồi à? Không, không thể như thế được. Tất cả những thời gian qua, công sức của tao ở bên cạnh hầu hạ lão già chết tiệt này bằng không hay là sao? Để có được cuộc sống sung sướng, mày đã không tiếc thân mình, không tiếc tình bạn, mà ngoại tình với chính bố của bạn thân. Thì đây là cái giá mà mày đáng phải nhận đấy. Bị nó chơi một vố như thế mà cô không biết à? Cô sống kiểu gì thế à? Anh Cường, anh nghe em nói đã. Em còn trẻ đẹp mà. Em còn rất là nhiều cơ hội. Không nhà này thì nhà khác. Còn rất là nhiều nhà giàu có mà. Em hứa với anh, em sẽ chăm chỉ vợ thật nhiều tài sản để chúng ta có một tương lai vững chắc. Anh nhớ. Thôi khỏi, cô im mồm cho tôi. Tôi tưởng cô có cái vẹo gì, chứ bây giờ cô trắng tay rồi, cô bắt thằng này phải đồng cam cộng khổ cùng cô á? Không có đâu. Thân ai ấy, người đấy lo.
đừng liên lạc với tao nữa, mất thời gian. Anh Cương, anh đừng bỏ em, anh Cương. Minh, kìa Minh, Minh ơi. Còn khốn nạn này, mày cút ra khỏi nhà tao ngay, cút. Mày, tất cả là do mày. Mày đã phá nát cuộc đời của tao. Tao chỉ trả lại cho mày những gì mày đã làm với tao và mẹ tao thôi. Mày xứng đáng bị như vậy. Sao? Bây giờ bố đã nhìn rõ được bộ mặt thật của người vợ bé yêu quý của bố chưa? Để xảy ra cơ sự như thế này đều là do bố tự mình chuốc lấy thôi. Trang ơi, con cho bố xin lỗi nhá. Cũng chỉ tại vì bố quá mù quáng cho nên mới xảy ra nông nỗi này. Bố cảm ơn con vì đã giúp bố thoát được cái kiếp nạn này. Vợ đẹp con ngoan thì bố không thích. Bố lại thích ngoại tình với các loại phụ nữ thủ đoạn như vậy. Bố đừng nghĩ tôi làm như thế này là vì bố. Tôi làm như thế này là vì mẹ của tôi thôi. Mẹ tôi đã vất vả cả đời để gây dựng được cơ ngơi này. Tôi sẽ không để kẻ khác cướp đi một cách dễ dàng đâu. Con ơi, bố biết rồi mà. Dù sao thì mọi việc cũng qua rồi. Mà bố cũng đã, bố thấy ân hận rồi con ạ. Con bỏ qua đi mà. Tất cả đã quá muộn rồi. Con ơi, Trang ơi, Trang. Trời ơi, tại sao tôi lại để xảy ra chuyện thế này cơ chứ? Ơ, được đấy nhở? Phải thế chứ. Thế là cô. Ui giời ơi, trước sau như một, trôi tuần tuột thế này thì làm ăn được cái gì hả? Chán. Chị ơi, cái của em nó hơi sưng nên là vòng mới không qua được đấy ạ. Chứ em nhìn dáng dấp của cô kia thì... À, nhưng mà chị cứ yên tâm nhá, hàng của em là hàng real đấy ạ. Chị ơi, tại sao mình phải làm bài test như thế này ạ? Em tưởng ở đây chị Thuyền giúp việc bình thường thôi ạ. Im mồm. Gia đình tôi là gia đình rất giàu có, nên là tuyển bảo mẫu ấy cũng phải tiêu chuẩn, quy định riêng thì mới được vào. Tỷ lệ chọn cao lắm đấy, chứ không phải là thích vào thích ra được đâu. Dạ vâng ạ. Này, cô em ơi, cô em nhắm có làm được không? Nếu như mà không làm được ấy thì rút lui sớm đi, để công việc đấy chị làm cho. Các cô phải hiểu, không phải tự dưng mà gia đình tôi trả lương cao như thế. Bởi vì gia đình tôi có tiền, chúng tôi không thiếu tiền. Quan trọng là các cô có làm được việc hay không. Rồi tiếp theo này, bài test kiểm tra kỹ năng. Mời hai cô đứng sang hai bên. Rồi bây giờ các cô hãy làm sao cho nhét được càng nhiều nho vào miệng càng tốt. Càng nhiều càng tốt nhá. Không được phép nuốt hay nhai, chỉ được phép ngậm thôi, được chưa? Các cô có 10 giây. Tôi bắt đầu đếm. 3 2 1 Hết rồi. Thế này là kỹ năng tốt lắm đấy. Chị Diệt nhá. Trời ơi, con kia nhét cái kiểu gì mà nguyên đĩa này hả? Không được một cái tích xíu gì cả. Chị ơi, nhưng mà em nghẹn lắm ạ. Hơn nữa, toàn đĩa to như thế này, em chưa ăn kiểu này bao giờ ạ. Đã không được cái tướng tá gì rồi. Thế mà kỹ năng thì cũng không có thì làm sao mà chiều bố tôi. Kém. Thôi, nói chung là như thế này thì cũng không phải làm bài test cuối cùng làm gì nữa đâu. Tôi sẽ công bố kết quả luôn. Em gái, em được chọn nhá.
Còn cô, loại. Ôm. Chị ơi, chị ơi, em xin chị đi ạ. Em đang rất cần công việc này, em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ em. Chỉ cần chị cho em làm việc thôi thì việc gì em cũng làm được ạ. Em biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, rồi em biết chăm sóc người lớn tuổi luôn ạ. Trước đây em từng làm điều dưỡng ở bệnh viện dưỡng lão rồi chị ạ. Chị ơi, em xin chị đấy, chị cho em làm việc chị nhá. Này cô em ơi, bây giờ đi tuyển việc ấy, không ai người ta tuyển những cái kỹ năng đấy cả. Mà bây giờ quan trọng nhất ấy, em biết là gì không? Chị biết 82 tư thế đấy, có thể biến từ cái vật mềm trở thành vật cứng, mà biến từ cái vật mà không đứng được lại trao cơ được bình thường. Đấy. Nhưng cái việc đấy ấy, thì em có làm được không nhở? Nhìn là biết không làm được rồi chị ạ. À, nhưng mà chị ơi, em hỏi khi không phải chắc anh nhà có vấn đề gì về sinh lý đúng không? Nên là chị mới phải tuyển người hỗ trợ giúp đỡ à? Mày bị điên à hả? Mày thích nói linh tinh không? Chồng tao hoàn toàn bình thường biết chưa? Dạ vâng, thế chắc là em hiểu nhầm ạ. Em xin lỗi chị nhiều nhá. Không phải là chồng của tao, mà là bố chồng tao. Là sao ạ? Sao lại là bố chồng ạ? Thôi được rồi, giờ tao cũng không giấu nữa. Các cô đi theo tôi. Giới thiệu với các cô, đây là bố chồng của tôi. Hôm nay là ngày mà tôi tìm bảo mẫu cho bố chồng của tôi. Bố chồng của tôi ông ấy ngoài 60 tuổi rồi, bị tai biến, nằm im một chỗ. Nhưng mà các cô yên tâm, có thể là đầu óc của ông ấy không được minh mẫn lắm, nhưng mà sức khỏe rất tốt. Thế nên tôi tìm bảo mẫu. Nói thẳng toẹt ra là mẹ kế của tôi. Thay tôi chăm sóc cho bố chồng, làm ông ấy vui, làm ông ấy sung sướng. Nếu mà có con được thì càng tốt. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh. Có con, lĩnh ngay 1 tỷ. 1 tỷ ư? Với cái lão già này á? Trời ơi, mình đúng là đang cần tiền thật. Nhưng mà lão già này thì... Mày cút đi, tao không trả lương cho cái loại như mày đâu. Chị ơi, em xin chị đấy ạ. Em đi làm cả tháng rồi, chị cho em xin tiền lương đi ạ. Em rất cần số tiền đấy. Bây giờ mẹ em đang nằm viện, rất cần tiền để chữa bệnh. Chị ơi, em xin chị đấy ạ. Mẹ mày chứ mẹ tao đâu. Tao không trả lương đâu nhá, khó khăn lắm thế nhá. Chị ơi, em xin chị đấy ạ, chị trả tiền cho em đi ạ. Chị ơi, em xin chị đấy ạ. Phiền thế nhỉ. Nghèo cái này thì học hành ý gì. Mày mà như thế nữa là tao gọi người đến đấy. Này cháu, cháu có làm sao không? Sao lại ra nông nỗi này? Cháu đi làm thêm, nhưng mà người ta không chịu trả lương cho cháu. Cháu rất cần số tiền đấy để chữa bệnh. Bây giờ mẹ cháu đang nằm viện, nhưng mà cháu không biết làm sao ạ. Thế mẹ cháu bị sao? Nằm ở viện nào? Bác xem là bác có thể giúp gì được không? Dạ, mẹ cháu đang nằm ở bệnh viện ung thư ạ. Khổ thân cháu. Mẹ nằm viện ung thư chắc là chi phí tốn kém lắm, lại còn bị quỵt lương thế này. Thôi được rồi, để bác xem bác giúp gì được không nhá. Mà hình như cháu đáng đói đúng không? Cháu cầm lấy ít tiền, cháu cầm lấy mà lo ăn uống, đảm bảo sức khỏe còn chăm mẹ. Dạ không ạ, cháu không dám nhận tiền đâu ạ. Bác giúp cháu, giúp mẹ cháu là cháu biết ơn lắm rồi ạ. Cháu không dám lấy tiền đâu ạ. Cháu cầm lấy đi, đấy bác không cho không. Mà bác cho vay thôi, khi nào mà cháu thành công thì cháu tìm lại bác trả cũng được, không sao cả nhá. Cầm lấy đi, cầm lấy con nhá. Cháu cảm ơn bác ạ. Thế nhá. Không ngờ Chuối lại ra nông nỗi này. Mình cũng không giàu có gì để trả ơn Chuối, nhưng mình có thể chăm sóc cho Chuối được.
Nhìn chú ấy bây giờ thật là đáng thương. Chị ơi, em có thể nhận công việc này ạ? Cô chắc chứ? Sao tự nhiên con này lại đồng ý nhở? Hay là nó có mưu kế gì? Mà lão ta ú a ú ớ thế kia, làm sao biết được mình làm gì? Mình cứ chấp nhận đi, xong rồi kiếm thằng nào cho mình có bầu là được. Nhà nó biết thế đếch là được. Kèo ngon rồi đây. Chị ơi, em cũng làm được ạ. Ừ, thế là rồi. Hai cô cứ làm thử việc đi, hai còn hơn một. Ai mà đậu thai trước sẽ lĩnh ngay 1 tỷ. Nhưng mà nhớ, phải giữ kín việc này, không được phép nói ra ngoài. Biết chưa? Chú ơi, chú uống tí nước nhá. À không, anh có khát nước không? Để em rót nước cho anh. Thế không? À, thế anh không thích uống nước bằng cốc à? Thế thôi, anh uống nước ở đây nhá. Ngoan, nghe lời em. Nào. Này, cô làm cái gì đấy? Cô làm chú ấy khó thở rồi đấy. Chú ấy đã yếu như vậy rồi mà cô còn làm cái trò này. Chú ơi, chú có sao không ạ? Này, cái con danh con này nữa. Mày định phá đám chuyện của tao có đúng không? À, đúng rồi. Hay là mày sợ tao mang bầu, mang thai chút mày, rồi mày sẽ bị đuổi đi nên vội à? Cô đừng có tưởng tao sinh ra bụng người. Tôi chỉ muốn chăm sóc chú ấy thôi. Của mày cả đấy. Bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi. Người ngoài mà người ta nhìn vào ấy, người ta lại tưởng mày là con của lão già này đấy. À không, là vợ của lão ta mới đúng chứ. Cùng là cái hạng gái nhận tiền như nhau cả thôi. Mày không cần phải diễn cái nét tận tụy đấy làm gì cả. Tao nhìn tao ngứa mắt lắm. Tôi chẳng diễn gì cả. Tôi chỉ muốn làm đúng lương tâm của mình thôi. Nếu như mà cô không làm được, cô đi ra ngoài đi, để tôi cho chú ấy ăn. Mời mày. Chú ơi, để cả nút chảo chú ăn nhá. Chảo này. Chăm sóc cho ông cẩn thận rồi mà. Làm cái gì mà để nó lao thang kêu hoài hoài như thế? Chị ơi, rõ ràng ấy là em đã dặn cái Trang là phải chăm sóc ông cho cẩn thận rồi. Thế mà chị xem này, chân tay nó cứ lóng nga lóng ngóng, vụng về ấy. Mà chú không thích nó, mới thành ra hành động phản kháng, hất đổ tô cháo lên người mình đấy ạ. Ông ấy, ông chỉ thích em chăm sóc thôi chị ạ. Giận cô. Tao nói cho các bạn mày biết nhá, đã ở trong cái nhà này, đừng mong là có thể dở trò thủ đoạn gì ra. Khi mà tao chưa đạt được mục đích của mình, ông mà xảy ra mệnh hệ gì, đừng mà trách. Hai con nghe rõ đây, nộ cho vòng 2 tháng, phải dính bầu. Nếu mà không dính, nghiết tay tao. Còn mày, mày sẽ bị phạt nhịn đói trong vòng 3 ngày. Rồi đi ra, để cho con Ngọc chấp. Nhưng mà chị ơi. Cấm mồm, không có nhưng nhị gì cả. Đi ra. Mày chăm sóc cho lão ta cẩn thận vào. Dạ vâng ạ. Lão già chết tiệt. Đấy, em thấy cái túi này xinh không? Xong mình mua cái này nhá. Nghĩa đi qua đây shopping để mua giày nữa. Ôi, chị làm cái gì đấy? Chú ơi, chú có sao không ạ? Tao cố tình đấy. Vì lão ta bây giờ vô dụng rồi, có ngã hay nghẹo thì cũng thế thôi, chả liên quan đến tao. Bây giờ ấy, Ngọc đã mang trong bụng một người thừa kế rồi, ta chỉ cần có thế thôi. Còn lão ta đối với tao không quan trọng. Sao chị ấy nói như vậy? Chú ấy nghe đều sẽ hiểu hết đấy. Chị không sợ chú ấy buồn à? Mà nếu như chồng chị cũng biết thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Chồng tao á? Nó đi quanh năm suốt tháng biền biệt ra, biết cái quái gì đâu.
Nó để tao chết mòn, chết mỏi với cái lão già này. Nghĩ gửi về một tháng 100-200 triệu là đủ á? Không bao giờ đủ. Tao cũng nghĩ cạn tình cạn nghĩa cả rồi. Giờ tao sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Còn lão, tao sẽ có cách xử lý riêng. Nhanh lên, đi! Đi! Chị định làm cái gì? Tôi không đi đâu! Chị định làm gì chú ấy? Mày không đi thì mày làm sao à? Cái loại mày xong việc rồi thì biến nhá. Hả? Hay là mày thích ở lại đây để chăm sóc hầu hạ cho cái lão già này đúng không? Tao không nuôi cái loại vô dụng không biết đẻ như mày nhá. Biến! Mày... Tôi không đi, bỏ tôi ra! Chị cứ để đấy, để em cho cả cái nồi nước sôi này vào đầu để xem nó có chịu nghe không? Đúng! Mang đây! Tao phóng dịch luôn cái loại này! Dừng tay lại! Bố ơi! Để con đỡ bố dậy ạ! Cái sao của ạ? Cảm ơn! Các người làm trò gì thế ạ? À? Tôi đi có mấy tháng thôi! Mà mấy người định làm loại nhà tôi lên đây ạ? À? Các người dám đối xử với bố tôi như thế ạ? À? À? Chồng yêu về rồi đấy ạ! À? Anh về đúng lúc thật đấy! Về rồi thì lấy đồ đạc mà cút ra khỏi nhà đi! Cô đang nói cái gì đấy? Cô bị điên rồi à? Tôi bị điên á? Không hề! Để tôi nói cho anh biết một sự thật nhá! Đấy là anh với cả ông ta không chung huyết thống đâu! Nói cách khác, ông ta chỉ coi anh như một con chó để tiếp quản công ty của ông ta, kiếm tiền cho ông ta mà thôi! Anh nên cảm ơn tôi vì chính tôi đã khiến cho lão ta bị như thế này. Trả thù cho anh đây. Alo. Này, cái chuyện tôi với thằng Cường không phải là bố con ruột ấy, ngoài tôi và cậu biết ra thì còn ai biết được không? Đúng rồi, phải giữ bí mật nhá, vì cái chuyện này nó còn liên quan đến quyền thừa kế. Đúng rồi. Đúng, phải hết sức kín đáo nhá. Cái gì? Anh Cường không phải là con ruột của ông Hùng á? Thế sao ông ta không nói chuyện này ra nhở? Hay là vì ông ta không muốn anh Cường thừa kế tài sản? Nếu anh ta chỉ là con nuôi thì khi chia tài sản chắc chắn con ruột phải được phần hơn chứ. Phải tìm cách cho ông ta có con được. Chính tôi là người đã khiến ông bị như thế này. Nhưng mà ông yên tâm, ông sẽ không bị tuyệt tự tuyệt tôn đâu. Vì trong bụng của Ngọc đã mang trong mình đứa con của ông rồi. Nó sẽ được sinh ra, tôi sẽ nuôi nó và thay ông tiếp quản công ty, thừa kế tài sản nhá. Cô đúng là trơ trẽn thật đấy. Cô dám trắng trợn thừa nhận tất cả mọi thứ như vậy à? Thì sao hả? Bây giờ lão ta bị tai biến rồi, anh cũng chỉ là con nuôi. Tình cảm vợ chồng thì lạnh nhạt, tôi phải tự tìm cách cứu lấy mình thôi. Biết chưa? Hả? Chuyện tôi không phải là con ruột, tôi đã biết từ lâu rồi. Và tôi chấp nhận điều đó. Bố đã nuôi tôi lớn đến gần này, không có công sinh nhưng mà có công dưỡng. Kể cả bố không chia tôi tài sản thì tôi cũng chấp nhận điều đó. Còn chuyện các người đã hành hạ bố tôi thì tôi không thể nào chấp nhận được. Nào, có giỏi đánh tôi đi, đánh đi. Đây là con của bố anh đấy. Hả? Có giỏi thì đánh đi! Đánh đây này! Không dám à? Cái gì thế này? Sao lại... Ta xem kịch này chán rồi. Đã đến lúc ta cần lên tiếng. Nếu không, cô tưởng cô thông minh lắm, lừa gạt được ông già này chắc. Ông... hóa ra là ông không hề bị tai biến à? Đúng vậy. Ta chỉ giả vờ để lật rõ cái bộ mặt thật của con dâu ta thôi. Còn ta đường đường là chủ tịch một công ty lớn, mấy cái mánh khóe nhỏ này làm sao mà hại ta được. Rồi, con đã nhìn rõ bộ mặt thật của vợ con chưa? Nó định kiếm một đứa con gái sinh con cho ta để hòng kiếm tiền thừa kế. Đừng có hòng nhá. Mày nói đi, cái thai là sao? Tất cả là do lão ta vô dụng quá nên là em mới giả vờ mang thai. Trong lúc đấy thì em sẽ tìm người bù vào cái thai này. Ai ngờ đâu. Mọi người tự giải quyết với nhau nhá. Tôi không liên quan gì hết. Đúng rồi, mày dám lừa tao. Anh Cường,
anh bình tĩnh em nói này. Chúng mình là vợ chồng đầu ấp má kê với nhau, nên là chúng mình cùng nhau liên kết để xử lão ta đi. Chứ lão ta sẽ không giao quyền thừa kế tài sản cho anh đâu. Em nói thật đấy, lão ta chỉ đưa cho người ngoài hết thôi. Cô im đi. Chẳng qua là cô tham lam, cô lo sợ bị bất phần, cho nên mới bày ra mấy cái trò này để hại tôi. Còn cuộc điện thoại đó nhá, là chẳng qua tôi muốn không ai biết được bí mật này, cho nên tôi muốn che giấu, để sau này họ hàng không ai có thể đến tìm thằng Cường để cho nó hợp pháp tiếp quản công ty. Bố ơi, bố cho con xin lỗi nhá. Dù sao thì bố bây giờ vẫn lành lặn, không bị làm sao cả. Hãy bố tha lỗi cho con một lần nhá. Con cho dại thôi, rồi con sẽ trở lại làm con dâu của bố, được không ạ? Cô tránh ra. Cô đừng động bàn tay dơ bẩn của cô và người của bố tôi. Tôi không có loại vợ như cô. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ kiện cô đến cùng. Cô sẽ bị mất trắng và cô sẽ phải ngồi tù vì dám hãm hại bố tôi đấy. Được, bố con nhà chúng mày được lắm. Cứ đợi đấy. Còn cả cô nữa, cô là ai? Dạ, tôi là người được chị Thương thuê đến đây ạ. Hóa ra cô là người của cô ta à? Cô còn không mau biến đi. Cô dừng lại đã. Con ạ, đây là cô Trang. Trang đây là một cô bé ngoan, hiền, hiếu thảo. Bố bị thế này, cô đã không nề hà gì cả đến đây chăm sóc bố. Con phải cảm ơn Trang. Nếu không có Trang thì có lẽ bố sẽ bị hành hạ chết mất. Ra là vậy à? Thế là tôi mắng nhầm cô rồi. Lỗi của tôi, tôi xin lỗi nhá. Dạ không có gì đâu ạ. Ban đầu tôi đến đây làm việc đúng là vì tiền, nhưng về sau tôi nhận ra chú ấy, chú là ân nhân của cháu, thế nên cháu cũng muốn đền ơn ạ. Chú nhận ra cháu rồi. Cháu có phải là cô bé có mẹ nằm viện ung thư không? Dạ vâng, đúng là cháu ạ. Cũng may mà nhờ có chú giúp đỡ, thế nên bây giờ mẹ cháu cũng đỡ nhiều rồi ạ. Thế thì tốt rồi. Mà hình như cháu đang cần việc làm đúng không? Và cháu cũng đang rất cần tiền để lo cho mẹ đúng không? Vậy thì hãy về đây, về công ty làm việc với chú. Anh Cường sẽ là người sắp xếp công việc cho cháu nhá. Dạ vâng, con sẽ làm theo ý của bố ạ. Cô yên tâm đi nhá. Còn về mẹ của cô, tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí thay cho lời cảm ơn cô đã chăm sóc bố của tôi. Thật thế ạ? Vậy thì cháu cảm ơn chú, em cảm ơn anh ạ. Cháu đúng là may mắn bởi vì đã gặp được chú đấy ạ. Cháu sai rồi, chú mới là người may mắn. Những gì cháu đang nhận được ấy rất xứng đáng với tình cảm và tấm lòng của cháu. Cháu đừng ngại nhá.